22. Xin chào các bạn thân mến, mình là Đa Lam. Và mình là Tuấn này. Ok, hôm nay chúng ta lại quay trở lại để chơi tiếp Total Warhammer sau chuyến du lịch dài ngày của mình. Bây giờ là tới lượt của mình đúng không? Nhưng bây giờ có 10.000 về, nhưng mà tạm thời mình chưa có muốn sử dụng số tiền đó. Tại vì mình đang muốn xây cái nhà pháo này để mua bọn Steam Stank. Bây giờ tiêu điểm của tập này là chắc là cái ở phía bọn Macaron đây, bọn mình đang vây một cái thành cấp 5 của chúng nó, mà chúng nó quân ở trong đây cũng rất là đông. Cấp 5. Thấy cỡ này đánh được chưa ta? Hay là vây thêm một hai thân nữa ha? Tùy không? Thấy tốt nhất là chúng ta nên vây thêm một hai thân gì nữa. Bây giờ tạm thời thì cái đạo này mình cho lên mình đánh luôn hay sao? Không được đâu, phải có đạo này đi lên nữa mới đủ nè. Cũng hơi là hả, thiếu quân á. Đấy. What does the emperor bid? Nè, trả tên đấy. Ôi, nó lại tới ám sát kìa. Come on, đừng nào. Oh shit. Ba con luôn. Oh. Lắm thế nhỉ. Nãy giờ bọn mình dụ nó ra để hả, dụ nó tấn công, phản công mà không được. Nó cứ núp trong thành nữa. Ở phía bắc thì bọn mày muốn gì? Come. Military ally, ok. Chắc tại ông cứu thành nó mà. Military asset lấy luôn. Xin ít tiền đi, xin đểu luôn. Demand 800. Không được. 300. 300 cũng không được, thôi khỏi. Rồi lấy cái này 2. Bây giờ tôi đang là untrustworthy ông ơi. Kêu đánh thằng này đi. Bọn Auslan này có một cái thành, nó bị thằng faction leader của bọn Kheo nó vây dưới này. Brenton kéo đi tiếp viện. Đi lung tung hết nhở. Tên sau là đánh luôn đúng không? Tên sau đánh luôn đi được rồi. Hết đánh luôn xong rồi cướp được tiền, có chia chác gì không? Oh shit, một đạo KL nữa đang chuẩn bị tiến xuống phía dưới này. Mình có đi được vào đất của bọn KL không? Được chứ. Được à? Ôi, đạo này bị mất một tướng rồi. Trước tiên là xử lý thằng Amrun này đã. What does the emperor bid? To resolve. Occupy. By the grudge bearer's will. The emperor. Robin secure. Praise Sigma. The nation calls. Ở đây nó ám sát mất hai tướng của tôi rồi. Bỏ tay. Ồ, thế à? Chịu buồn. Let's ready. Ready. Được rồi, ngay sau khi chiến xong thành này, sẽ lại tin hòa với thằng An Ud. Be gone. Mục đích là chỉ để lấy cái thành này thôi. Lần này tấn công vô đây là chắc chắn là sẽ ta sẽ thiệt hại rất là nhiều nhân mạng. Yes, my lord. 13.000. Tin tí tiền nữa. 500. Đủ tiền xây này rồi. Xây này xong mình có thể mua được hai loại pháo mới.
1.300. Cái này mình không cần chứ mình không sẽ ơi, cần đập tôi đi. Tôi chiếm thành của thằng Angun nhá. Xong bây giờ tôi xin Peace Treaty nhá. Xong rồi bắt nó trả thêm 1.700 vẫn đồng ý này. 1.900 em nào. 1.900 thì moderate. 1.900 đồng ý luôn. Ngon. Giàu rồi. Thành này vừa được tiền. Nhưng mà cái giá phải trả đó là của tôi nó tụt xuống untrustworthy rồi. Nhưng không sao. Đáng bỏ công. Rồi, thế là cũng ok rồi đó. Rồi bây giờ cho đạo này quay về. Không có gì nâng cấp không? Luôn lên core. Nâng nhà này lên. Wim Ho Karaknon. Bọn này ở đây nó sắp dẹo rồi. Thằng nào? Mấy đứa KL ở phía bắc ấy mà. Bây giờ tụi nó mới mất máu gần hết rồi. Quân đồng minh chúng ta tấn công một trận nữa là quét sạch tụi nó. Còn nhiệm vụ của tôi là sẽ đánh bọn Arachon ở phía dưới này. Ok đánh nhá. Ừ đánh đi. Đang đợi nãy giờ. Này thắng chắc. Nhưng mà sẽ thiệt mạng nhiều người ấy. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng thiệt hại cực kỳ nặng nề cho mà xem. Chắc chắn là thiệt hại cực kỳ nặng nề. Trận này mình đánh là phải đánh là chi ca ra đánh, đúng không? Những cái đạo nào vô đánh đánh mệt nghỉ ra, đạo khác vô. Đúng rồi. Nhưng chỉ bên ông thôi, còn bên tôi có mỗi một đạo. Bên tôi là dồn tổng lực vào bên cánh trái. Dự đoán là thiệt hại. Vậy là ông khá. đánh bên trái nha, minute. Tôi sẽ đánh ở chính giữa. Tại vì thành này thành cấp 5 cho nên cái nó cái thao nó của nó bắn đá bắn ra rất là mạnh. Ở bên trong là hai stack. Nó còn một đống phù thủy búp máu nữa. Mà lính thành lính trấn thủ thành 5 cấp 5 và lính đời cuối không? Thật chứ. Wow. Sao mình nhìn từ trên đây xuống vậy? Wow, nhà của bá tước Macaron. Ủa sao hôm nay ông mới vào trước à? Lâu đài của này. Dracula. Tôi vào trước mà. Bữa nay lâu lâu ta. Ai biết. Yes. Vào bên này. Bên mình là đóng vai quân tiếp viện cho ông Tuấn cho nên hả mình đến sau. Tắt cái của nợ này đi. Để tôi sắp xếp quân cái đã nào. Xe này nhìn hiện đại nha. Ủa ông đứng ông vay mấy lượt mà được chỉ có một cái xe này thôi hả? Một xe tôi bỏ ở dưới thường này. Trời ơi. Bad ready. Rồi. Cái này ra đây. Tất cả quân đội lên. Gom đóng kỵ binh này lại một đám nữa. We serve the emperor. Go for the
Chúng ta cho những cái đạo quân mạnh nhất lên trên thành. Rồi một hai đạo gì đó ra đây phá cổng. Lên. Ôi nó có con rồng nữa chứ. Thủy gần chết rồi. Cho ra nghỉ. Mới vô phù thủy bị bắn khiếp quá. Đi với trời ơi, ta cổng không phá thanh nó đi. Thôi nhờ. Món quân tôi cũng vậy nè. Phải, tụi này nó đứng chơi nãy giờ. Đạo nào gần hết máu mình cho nó rút bịch. Quá cổng thành vỡ rồi, vô. Cho kỳ binh ô chạy bên này để nó phải chết. Thấy không? Thấy 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 thấy. Cô của nó sao đang áp đảo? Ờ. Phải. Ôi sao cô đang thiệt hại nhiều thế? Bám cho nó kìa. Qua đây đi. Awaiting orders. Confidius. Ở dưới này là kỵ binh nữa.
công qua đây. Mẹ mất đạo này rồi ơi. Mẹ kéo quân xuống bớt nè. Ờ, à, sao tiếp viện toàn súng không này? Rồi, mấy cái đạo này rút đi. Ít quân như vậy không có làm được cái gì. Thôi tạm thời không bắn pháo nữa. Sao nó bắn vào chỗ kìa, tất cả thành quá không ơi. Để bực mình là mấy cái tower của nó vẫn còn bắn. Khổng lồ vẫn đánh quân ông. À không, vừa nói xong chết luôn. Mày khoan bắn. Kéo về hết đi. Đường kỵ binh vô. Các bạn đã làm xong nhiệm vụ rồi, rút ra. Đứng vào bên. Ở chính giữa cổng thành nó toàn là bộ binh cầm kiếm rồi. Để lúc cho kỵ binh mình vô. Mùi ngon. Bên tôi nó vẫn còn một con khổng lồ rồi, một đạo Redwood. À không phải Redwood mà cũng kiểu đạo cuối bên nó. Ờ. Với thằng tướng chính luôn. Chết. Đạo này để đứng. Tiếp nay là thiệt hại nặng nề mà. Nãy giờ mình không có ngó bên ổng rồi. Nó bớt đạo này xuống rồi. Con này đánh đây đi. Đạo này được á, vô đi. Grace Guard màu tím luôn. Rồi bên tôi xong rồi đấy. À bên tôi cũng xong rồi. Hoàn toàn chiếm được ở bên ngoài rồi. Cổng thành với lại tường thành đã chiếm xong. Ok. Ở bên nó kìa, tương quan được 50-50, tình cũng còn nhảy hơn mình một tí cơ. Thế là hết quái nào. Lạ nhỉ.
không lẽ là bên trong tụi nó vẫn còn rất là nhiều lực lượng đang thủ bên trong. Shit, thế thì chúng ta tiêu đời chắc luôn. Ở bên trong tôi thấy còn ít mà, với lại toàn kỳ không à. Ừ, tại sao lại vậy? Để tuyển quân lựa những cái đạo mà lựa những cái đạo còn khả năng chiến đấu vô. Đợi pháo kích trước nha. Ừ. Chưa vô tầm bắn. Bắn phù không một tay coi. Rồi, ổn định hàng ngũ, chuẩn bị tiến vào quảng trường đỏ. À quên, tiến vào nhà hội nghị à? Cái gì? Lâu đài của bát tước Dracula. Ống đâu rồi, mang lên đây coi. Con này của nó khỏe thật. Kinh nữa thì đấy là đạo kỳ binh của Deram Phi Châu luôn. Bị nó đập cho như gì mà vẫn chưa chết con nào. Nha, con kia nó đập ngựa của ông chỉ bị kiểu hơi lùi ra sau tí thôi, nó không chết. Ờ, vậy đỡ quá. Cái tỏ đạo ngựa kỳ binh có cái khủng. I'm on chunk leadership 63 speed 70. Bắt đầu bắn pháo vô. Rồi ổn định hàng ngũ anh em. Đợi chúng ta oanh tạc nó đã. Cứ tự thua. Kinh nhờ thiệt hại kinh khủng chưa. Ờ. Cả quân đông lẫn quân tội ú ơi. Bên trong còn đông một giờ. Đông vậy bây giờ đang nẻ pháo vô nè. Fuck. Con mang cà đồng này khỏe quá. Khổng lồ quá. Mấy cái đạo bay của ông còn cung không? Còn súng, đang bỏ súng vô nè. Để nhắm mấy con bay bay. Từ cứ bắn tiếp đi. Đang oanh tạc lắm rồi. Ừ. Anh thử lúc này mình cũng cố chỉ là đội hình. Không thể chủ quan kinh địch được. Bắn sập nhẹ luôn. Pháo không còn nhiều đạn không? Còn đủ xài chứ không có nhiều đâu. Ok. Cứ anh chàng đi. Có thằng mắt chết ở trong đó luôn. Một thôi. Dội bom. Ông này ông bắn sập cả nhà cơ. Bắn méo hết nhà người ta luôn. Ừ, méo hết nhà cơ. Bắn nhìn nó bắt đầu nó loại. Bắn nó mới bị đúng không? Ờ. Hay lắm, anh đi. Kỵ binh cho di chuyển lên trên thì kìa, kỵ binh vào đầu tiên á. Ok.
không. Chết rồi, mấy con bay bay thôi. Đang bắn nó rồi. Ôi nó bay qua chỗ ông kìa. Mấy con bay 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 cho tôi hết rồi ông ơi. Ui, hết tôi rồi. No. Help. Help me. Oh shit. Là không thấy đường rồi mà bắn. Oh shit, lúc nãy con tôi lúc nãy. Không sao, người lùi còn có trận đánh tệ hại này rất nhiều mà vẫn thắng. Nhớ trận đó. Trận đánh kinh khủng vẫn thắng mà. Như bọn này tôi tép đánh. Anh đến người cuối cùng. Ai chạy, ai chạy, ai chạy. Nếu không bắn nữa ta đi được tác dụng lắm. Không rồi, không rồi, bắn vô quân mình rồi. Sao rồi? Thôi. Thôi, cẩn thận thua đấy. Oh shit. Nhắm mấy con khổng lồ bắn trước đi. Cho mấy đạo súng này lên nè. Không ổn rồi, rút toàn bộ đội hình ra phía sau. Để cho D ra mấy kỵ binh tự tử. Ôi, không ổn đâu ông ơi. Shit. Em còn cái gì nữa đây? Còn một lực lượng bộ binh dự bị đây mà. Ôi, kỵ binh của bên đông bên này sắp dẹp hết rồi. Oh shit. Mấy con nó khỏe vậy. Shit, chạy hết rồi. Vampire. Shit. Oh shit. Mấy con ấy khỏe quá. Chúng tôi chết hết cả nát rồi. Oh shit. Fuck. Kỵ binh đâu? Quên pháo bắn cái gì? Bắn vô đây là chết quân mình luôn ấy. Chết quân ông ấy, chứ không phải chết quân ai đâu. Còn đạo nào rồi? Retreat. Ôi, kỵ binh của ông vừa mới khen xong giờ tan tành rồi. Đâu đánh con này coi. Giờ phụ thuộc vào ông ấy. Binh rồi. Quân hết rồi. Không còn. Đâu đây, đây. Đánh ngồi chiến nhà nó ông ơi. Tiếng. Tụi nó bay lên nữa kìa. Trời, nó bay thằng cỡ rèn thôi. Rút quân. As long as we draw breath, we will die. Bọn nó đang quay lại kìa. Bắn bắn bắn. Ôi, mình chiến được cả trời nó rồi, sao chưa thắng? Chưa, tại vì nó đang tranh chấp. Số. Oh shit. Có bao nhiêu quân cho hết lên đi. Phá binh bắn đi không ạ? Phá binh bắn là cho mình chết luôn ấy. Empire endures! The Empire endures!
Thôi tao rèn tôi dẹo rồi. Ê còn... Ôi còn quý nè. Giây Van Gogh mà. Oh shit. Giết thằng Faction Leader của nó. Thả bên thằng lưng của nó. Còn đang bận. Bắn mấy con khủng lồ đấy kìa. Đập con ông chết rồi. Úi trời ơi. Đó đó đó. Đang bắn nè. Oh shit. No. Rút đi. Thằng Zen chạy đi. Thằng Zen tôi sắp chết rồi, chạy mau lên. Mang những cái đạo khỏe này nhất ra đây chống kỵ coi. Nãy chưa anh đánh nó tới cổng thành luôn rồi. Ôi trên này kinh khủng quá. Thời gian vẫn đang chạy ngược, cố lên. For the Emperor, by Ulrich's Rock. 50 giây đã thôi. Thời gian cố gắng chịu đựng. Đấy thằng thời gian tôi quay, quay không chạy đi đâu được. Oh shit, thằng Zen tôi sắp chết rồi. Cố lên 37 giây thôi. À, ở quảng trường đánh nhau đến người cuối cùng. Giết tướng nó. Mười giây chưa thắng đâu. Tại vì nó vẫn đứng trong vòng mà, cái này đâu phải tính vậy đâu. Ơ, thắng à? Oh shit, thao tổn nặng nề. Trường đó mà, tôi anh đi không, không có hết quân bây giờ. À, chết sạch luôn. Xem nào, mất một đạo. Ô, mất có một đạo. Hay quá. Mất một đạo thôi. Này bị ông tổn ông dụ hàng nữa. Ôi, của ông bị mất nguyên một unit một một đạo luôn cả. Ừ. Chết nguyên một đạo luôn. Oh shit. Strengthen the empire. Tổn thất nặng nề quá. Sách. Mất hết race ward luôn rồi. Oh shit. Một trận đánh quá tệ hại. Ôi đóng quân, đóng quân, đóng quân. Đóng quân gấp. Ồ oh, tính ra quân tôi mất 5 đạo ạ, không phải. What? By the comet. So. Ôi đạo hoàng đế. Mất 5 đạo. Who calls? Mất 2, mất 4. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Quá khủng khiếp. Ôi trả tên này. Oh shit. Có thể nói là đây là một chiến thắng costly victory. Ông chiếm luôn thành nó đi. It is time. Champion of the faith. Các đạo còn lại của DRAM cũng phải gọi là tàn phế gần hết. Chỉ còn lại vài người. Đúng rồi. Trước cái thành này, giờ vô phong tỏa cái thành này. I serve the Elder Baba. Quá khủng khiếp. By Sigma's right. Rồi. Now, giờ mình ở đây mình dựng trại, mình thủ rồi. I will marshal the men. Thôi, phải hồi quân. Hồi quân nữa. Là coi mất cái gì rồi. Đạo này cũng là quê ông dẹo chắc luôn. By the comet. Đạo hoàng đế mất kinh khủng rồi.
the Empire. The Axe thirsts for war. Ready. Này phải dồn quân ra thành hai đạo nữa. It is for the best. Moving off. Ông ơi, cái đạo này xuống à, rồi. Xem nào. Karak 15 là còn 3 đạo nữa. Lyo. How can I trust this? Còn Karak in. This will bolster the nation. Archlector. Sigmarite Archlector. To strengthen the Empire. Step to it. Servant of the faith. What? By Sigma. The nation calls. So? Ready to serve. My journey begins. Sigma lightens. Ủa, không đổi quân được nữa rồi. Hết rồi. Tiện thể tôi rút cái đạo này về đây. Thay máu cái đạo này là yếu quá. Về luôn à? Ừ, thì không đấy không ba đạo không sợ gì nữa. Ờ, ok. Và đó xử lý nốt Macron nha. Rồi, ok. Tôi đi trước. Bye bye. Tôi về nhà chỉnh đốn lại hàng ngũ quân đội cấp quân đời cao hơn như là Hammerer, Slayer và máy bay trực thăng được sẵn sàng. The Empire. Who calls to battle? Rồi, cho quân mình ở đó nghỉ ngơi đi vậy. Sau một trận đánh cực kỳ vất vả, thiệt hại một số người. Nghỉ ngơi. Cái này là mua mấy con ấy. Kệ, giảm bớt quân đi cho nó giảm đỡ gánh nặng về kinh tế đi. It is time. What orders? Now, awaiting orders. Praise Sigma. Ready. True servant. Bây giờ chỉ còn có 4 đạo Race Wars thôi. Mua thêm mới được. Yes. Yeah. What does the Emperor bid? Thôi hết mua được rồi. 5 phút, 2 phút. Ê, tới lượt ông nữa. Rảnh đây xây cái nhà này. Ở đây xây cái này để lên tiền. Coi mình còn đánh nhau không nào, xin hòa bình coi. Cái này thì không được à. Yes. Đây, chả nè. Oh, Winskin đi đâu? Tiếp tục ám sát bên ông. Mà phải đánh kìa. Đang nhớ. Nghe là chúng nó sẽ đánh mà. Ok, bây giờ lại đánh phòng thủ rồi. Ừ. Nó tấn công mình mà. Cà rồng mệt hết là mệt. Lại đánh. Quá kinh khủng mà. Bên này chúng ta phòng thủ cho nên cứ dàn trận mà phòng thủ ha. À. Ôi giời, khe nhìn quân nó kinh như cả. Ừ. Ô, thằng này fashion leader đó không? Biết rồi. Acheon the Ever Chosen. Quân nó cũng mất máu nhiều rồi, bây giờ mình cố gắng mình phòng thủ thôi. Tại vì kỵ binh nó đông lắm. Ôi đánh cái trận Macron căng thẳng quá. Tưởng thua cơ. Quân đông gấp gấp đôi. Đấy nha, mà quân mình gấp 4 gấp 5 lần nó đấy. Sao 4 5 lần nó. Của mình là 3 4 đạo đâu. Nó 2 stack thủ thành. Nó 2 stack mình 4 stack là gấp đôi. Ở gấp đôi à? Đúng vậy. Thế mà đánh chất vật luôn. Để mưa. Ủa, tiếp viện mình được hướng nào vậy? Hướng này à? Ngay đằng sau luôn, ngay sau.
Tăng 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 tăng. Ê tôi bảo ông ơi lên cái đồi đi. Đồi nào? Lên cái đồi này mà cổ này. Đồi gì? Không thấy có cái đồi này à? Cho mấy quân bắn súng bắn xiếc các thứ lên cái đồi này này. Không chỉ đồi lên này. Lên đồi này thủ là ngon rồi. Cũng được. Bắn ừ đúng rồi. Bắn cung thì đứng đằng trước. Bắn súng thì đứng cao nhất, ngon. Đội quá đẹp. Không được không ơi, tại vì đội này không có lính bảo vệ. Tiếp viện nó ra từ hướng này. Đứng không đây có chắc cũng. À? Này toàn súng à? Ừ, súng mà không có lính bảo vệ. Chết. Tốt nhất mình kéo vào đây đi. Thôi kéo về chỗ đằng kia. Lực lượng đây ha, không có nhiều. Còn rơi rớt con nào không ta? Hết rồi. Nhìn mini map ấy. Ôi nó có khổng lồ mấy con này. Má ơi. Có khổng lồ kìa. Lần đầu tiên xuất hiện luôn kìa. To như con tịnh luôn ông ơi. Con tịnh. Mẹ ơi. Nó gọi là Chaos Giant. Shit. We serve the Emperor and speed. Tôi đưa ông hết lính. À, ông chỉ cần đưa tôi bộ binh thôi nhá. Còn lính súng, lính mở ông điều khiển đi. À. Tôi điều khiển bộ binh. Kia ra thế cho dễ. Nó còn lâu mới tới cái tường rừng. Này. Hết rồi đây à? Đó, còn nữa mà. Ờ, vẫn còn rồi. Ô, ông này có cái skin gì đây? Question of Strength. Và Rune Fang. Lão tướng Hoàng Trung. Guns of Nuln! Sigmar calls! Hellstorm rocket battery! Standing by! Gom tụi này lại! Sigmar calls! Awaiting orders! Reformation! And gunners! Keeping distance! For the Emperor! Demigrant Varian! Where was Council? Đây bắt đầu nã pháo rồi. Ê sao không cho hàng tướng là lên mà đánh đi? À đứng đây thủ à? Rồi đã bảo vệ mấy khẩu pháo với lại điều khiển quân. Nó không vòng qua được đâu mà. Tôi dàn hàng dài đó. Ông ơi nhắm mấy con to đầu tiên nha, bắn mấy thằng kiểu tốt vô danh. Bắn mấy con Chaos Spawn này, Chaos Giant này. Nó có hạt Chaos Giant. Cung lính súng của ông ấy. Nghe anh em. Còn bộ binh, à quên, kỵ binh nữa ấy, tôi xin. Chết chà. Lính súng chuẩn bị sẵn sàng. Lính súng sẵn sàng. Bắn, bắn, bắn. Đúng rồi, đúng rồi.
Hay lắm, chém một đạn nó đi. Hơi người khổng lồ rồi. Ta để sống một con rồi. Con khổng lồ nó chết hết rồi ông ơi, hai con khổng lồ chết rồi. Con tròn nữa mà. Hên quá. Ôi. Này nhờ hiệu quả là nhờ có súng mình bắn giòn giả quá. Ở đây có bọn Rizgat này đánh khẩu pháo này nãy giờ không xong. Bọn kia này đều rồi. Xong rồi cả. Còn con gì đây vậy? Còn một đạo nữa thôi. Đặt cái con gì ấy. Đã là Fashion Leader rồi. Xong. Không phải. Chết rồi. Fashion Leader đâu. Chắc nó chạy mất tiêu rồi. Cứ tưởng thế nào yếu đuối à? Thấy là mấy cái bọn bắn súng bắn khiếp mà. Tuyển à, bọn này bắn súng hơi hiệu quả, bắn tí là nó mất máu như uống nước. Ừ, nhưng mà với điều kiện là mình phải bắn được, để nó bắt được là tiêu. Rồi để nó bắt được là thôi xong. Chạy được kìa. Rồi chúc ơi tôi đem quân truy sát nó là xong. Diệt nó luôn. Chúng ta có thể yên ổn được thêm mấy tên nữa. Mà thằng đó là nó sống lại á. Nó phải diệt nó mấy lần nó chết hẳn. Phải đánh chết nó 4-5 lần mới chết hẳn. Eo ơi nhìn cái khu này. Nhìn đất nứt nở, núi lửa, cây cối chết hết rồi phải không ạ? Không trồng trọt được cái gì hết. Không thể để bọn này tiến vào. Ôi thôi sao thằng Whistleland kìa. Bọn này muốn gì đấy? Defense ally. Ok. Ôi cái thằng đó sắp chết rồi không ạ? Kệ nó. Thằng đó đang bị đánh bởi
bởi con chim ấy. Military asset, bỏ này đi. Không thể để bọn này tiến vào vùng đất thiên đường được. Hình như càng ngày càng có nhiều quốc gia muốn tham gia nhập vào Liên Hiệp Quốc ha. À. Vừa mới tin trước thì bọn Mr. Land, sau tin này thì là cái bọn lùng ở phía Bắc. Bây giờ chỉ còn lại hai cường quốc chúng ta phải lo, Greenskin và KL thôi. Ừ. Cướp biển thì cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Rồi, gì đây? Leadership. Thôi lấy public order đi. Bật ra mình có cái gì nào. I will marshal the men. Moving. Praise Sigma. So? À, tao đã rút về. Bye bye. The nation calls. Đây tôi cướp hết rồi. Chả còn gì cho ông ấy đâu. Đây còn gì cho ông sương mũi đâu. Mình mang ba đạo quân đi đánh mà chả được chia chác chút nào. Không được chia lấy một đồng. What? What does the emperor bid? Toàn cứng cùi không này. It is time. By the comet. Chưa nâng được. Nhà năm. Yes. Thế thì xây to the provinces. Now. Được một đống tiền để xây nhà, đúng quá. No. Thì tuế loe là vẫn còn 9.800 tiền ở ăn chơi. Tuyệt vời. Đơn này không có gì làm được lắm. Tiêu nhè luôn nhỉ. Ây, dạ. I will marshal the men. Hay quá, tuyển lại được một tướng nữa. Một thân nữa là sẽ có tướng này. Grand Theogenist. What does the emperor bid? Yes? Sigmar has heard my prayers. Blessings of Sigmar upon you. Yes, a sound plan. Chỉ có kỳ binh lên đây nữa thôi là tôi đã có thể có được máy bay trực thăng rồi. Iron Drakes. Onwards. To strengthen Admiral the empire. Iron Breaker. Thin. Slayer. Ủa cái nhà ở đây bị tàn phá hết trơn rồi, còn có level 3 là thế nào trời. Ủa ông tuổi ông phá tôi. Không, tôi phá đâu ông hầm. Tôi cướp mà, sách mà. Cướp xong rồi đập nát luôn rồi, bây giờ mình phải vô chỉ là một đống đổ nát, chẳng có gì ở đây á. Mà ôi dồi ôi, KL Corruption phải đến 76%. Ờ. Nhưng tiếng than khóc hàng đêm khiến tôi ta mất ngủ. Kiểu như một cái vùng đất chẳng có cái quỷ gì ở đây á. Một vùng đất chó đá cả ăn tỏi. Đi ra bị lừa nên quân phê giúp mình ở mình cướp 20.000 vàng rồi cắp đít đi mất. Ừ. Để lại cái vỏ. Hốt vỏ vãi. Who calls? Chưa kể 17. Spy nhanh nhạt khắp nơi. Chắc mình bỏ chỗ đó mình về. Bỏ xứ đi về quá. The Empire. Ông giết hết bọn Vampire là KL Corruption nó tụt liền. Nó còn hai. Hai provin nữa thôi. Ừ. À, hai statement thôi. Xong. Praise
the provinces. Xong cái đạo đó ha. This will bolster the nation. Kéo quân về nghỉ ngơi. By the comet. Một đạo súng rồi nè. 189 đồng. Dư được mấy ngàn xây cái khác thôi. Thằng con chim chạy đâu rồi? Chắc nó đánh thằng lùng trên phía bắc đó mà. Không thấy. Đây đang bị thằng green skin này. Còn 4 lượt nữa là mình sẽ xây được steam stank ha. Ê đừng coi thường cái thằng cái thằng tím tím ở cạnh thằng vampire nè. Tôi thấy nó có một đảo 17 nít ở trên kìa. Ê hả? Sao mình không thấy nó ta? Kệ chúng nó chứ biết làm sao bây giờ. Bây giờ xây này đi. Sigma grant me strength. Knowledge is power. Now. Này. Bọn green skin đánh lên phía bắc. Với lại nó thủ một đạo giúp ba kìa, nó sợ tôi đánh ngang qua. Đúng rồi. Lại ám sát. Area KO. Gì ghê vậy? Chết. Chết. Này. Nó hạ được một đảo Brandon, nó cũng bị chết luôn. Có đảo, một đảo nó tiến vào ấy kìa. Nó tiến vào đất liền kìa, nó định nó thọc đánh vô cánh mình sao. Ra đập nó luôn. Thì hình có vẻ ổn ổn đấy. Sterling. Chút nữa tôi rủ thằng Sterling vô liên minh luôn. Greetings from bọn nào ấy? Catherine. John War again thằng này à? Thôi. Cái thằng có cái đầu lâu màu tím á, là thằng đầu lâu màu tím là tôi chưa có đánh nhau với nó cho nên tạm thời không có sợ. Tôi cũng chưa có đánh nhau với nó nên thôi cứ để yên. Ông có Brandon bảo vệ. Tilia. Tilia đi đâu ta? Gì vậy? Sập. Chết. Gì đây? Ambush, discover, fight and destroy, and top knock. Hit the ship. Ôi, tùy mình lên lại nè, không? Attrition. Coi bộ duy trì nhiêu đây lính chắc cũng đủ à. Mình xem mình cần còn có cái gì. Chỉ có đạo này là thấy là tinh nhuệ ha. I will marshal the band. One rock. I will marshal the nữa biết ngay mà. So, mất hai tướng nữa rồi. Khổ thân. To the provinces. Nào. Vẫn chưa áp được đời 4. Lâu yes, my lord. It is time. Thế thì nâng cấp cái này đi. Còn gì nâng cấp đâu mà. Hết rồi. Cái vụ ám sát này thật là nực cười quá. À, để xem tuyển quân nào. Về mình xây dựng kinh tế vậy. Vẫn thế, chưa có gì mới. À, em thằng Fashion Leader. À, Fashion Leader quay trở lại. Này, tôi đá một thằng tướng đi được không? Được. Ok. Chuyển lại Fashion Leader cái. Nhưng mà đá là phải có tướng thay thế á. Chứ không phải là tự nhiên đá đâu. Ví dụ nó đang trong đồng đạo quân là ông không đá không được.
Thế nó đứng một mình thì đá đứng một mình mới đá được. Ừ, chứ nó đứng chung với quân thì không đá được đâu. Ờ rồi, tôi đá rồi. Ok, ngay bây giờ mình sẽ phải xem có đồ gì mặc được không. Never. Yes, right now. Spanner the durable. Mặc đồ cho tướng cái đó. Tên à? Praise Sigma. Quiro. What does the Emperor bid? Trời, cái bộ này nó tuyển quân nhanh vậy. Mới đây có full stack nữa rồi. Campaign movement rank Cooper. Tranh thủ ông Tuấn đi chơi cái mình à, bây giờ mình sẽ đi thăm dò tình hình public order ở mấy khu này như thế nào, có nơi nào nổi loạn không. Chỗ này 100% rất là ổn định, đây cũng vậy, nó tương đối ở vùng quanh thủ đô thì 100 luôn. Quên set target vô đây. Để chút cho bảo đảm là nó sẽ đánh cái đạo này. Thế nào? Bên này không đeo được. Research rate. Mấy cái bàn người rắc rối thế nhỉ. Ở đây có hai cái cảng luôn. Mình rank 4. Ok, cả tên. Ready. Hay quá. Có tướng vô rồi. Yes. Lại tuyển mấy thằng vô vẩn nữa. Champion of the faith. As is my right by Sigma's crown. À, hoàng đế thì không đổi được. Fuck. Now, I am France. They will obey. Bring me to my men. Tên sao nâng được đời 4 rồi. Bốn rồi. Tuyển bọn này mất 4 đạn, 4 lượt. Who calls? Nếu mà đứng đây ready. Tuyển thì sao ta? It is for the best. Mất có 2 lượt, thấy không? Mà còn tuyển quân xịn hơn nữa. Ôi sợ kéo về đây lại không kịp. Đi. Yes. To strengthen the empire. Tôi đoán tuần sau là mất Eli hết rồi. Nó còn phải cập bến nữa mà. Mà thằng mà Brandon đuổi sát đi thích kia. Unit. Cho hai đạo đuổi sát đi. Ồ, quân ông Deram có vẻ chia cắt ra. Nhưng mà phe cũng đã bị tiêu diệt hết rồi. Còn một đạo thôi. Sau tuần này chúng ta giành tay phát triển kinh tế rồi. Ok. Tôi nghĩ là ông vẫn phải tiếp tục đánh. Ôi, Kao nó có một đạo 20 unit kìa. Praise à quên, Vampire. Nghe là thấy rồi, nãy là tôi nói ông vẫn phải tiêu diệt bọn Vampire. Mà bây giờ đang phát triển quân ở đây. Ba đạo đó đứng cứng ngắc đó không có đi đâu được rồi, tại vì tổn thất nặng quá. Để tranh thủ mình xây những cái chỗ này.
Ok, nhưng mà chắc là tạm thời chúng ta sẽ save game tại đây và tiếp tục một phiêu lưu vào video lần tới. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Ok, và xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.